Dàn mộc nhà em đã bắt đầu vào lửa, xin bác cách chăm sóc vào lửa và mật độ 5 con nhà 4 m² ạ. À, bác cứ chăm y như thế đều tay, và quan trọng là con chim ăn vào ổn định, đặc biệt là cám nhá. Cám về tố chất thì các bác phải quan trọng đi đầu. Còn cám thì nó chỉ là cơm, con chim ăn vào ổn định đi phân khô. Đấy là ok. Còn vấn đề mà cái vấn đề là bác phải nên chăm tay, và khi bác thúc lửa thì bác phải thứ nhất là chế độ chăm bác phải đều. Thứ hai nữa ấy, là tắm lên tắm hàng ngày để con chim, đặc biệt là mùa nóng này, con chim nó không bị bức. Thứ ba nữa ấy, là các bác ngày nào cũng nên vào phơi nắng, được chưa? Và chăm đều tay vào. Long Nguyễn, anh ơi chỉ em cách chăm mồi tươi hoa quả chim ăn cám hiến 1 cộng hạ thảo dược. Dạ, nếu mà hiến 1 cộng thảo dược thì các bác pha tỷ lệ 1:1. Được chưa? Các bác pha tỷ lệ 1:1. Thứ hai nữa ấy, là các bác chuối thì các bác cho ăn 3 ngày. Một tuần các bác cứ chia ra. Đấy, một tuần các bác cứ chia ra thì các bác chia làm 3 ngày chuối, 2 ngày đậu thấp, còn những ngày cuối tuần bác cho ăn táo hoặc đu đủ cho em là được nhá. Chim phình lông à, hai bên cánh làm sao bác? Chim phình lông thì rất đơn giản bác ạ. À, những con chim phình lông thì đại đa số là lông yếu. Thứ hai là các bác tình trạng những con lông dày. Được chưa? Tình trạng những con lông dày. Thế cho nên là các bác chịu khó các bác tắm chanh cho em. Một tuần các bác tắm 3 lần. Được chưa? Một tuần tắm 3 lần. Thấy chưa? Mỗi lần tắm thì các bác nhỏ khoảng chừng 3 4 5 giọt chanh vào. Cái quả chanh ấy các bác cắt ra à, vắt 3 4 5 giọt vào. Được chưa? Và các bác tắm một tuần 3 lần thôi. Và các bác duy trì cho em khoảng chừng là 2 tuần thôi, tới 3 tuần là hết hức. Được chưa? Không nên tắm lâu, tại vì các bác nếu mà các bác lạm dụng nhiều thì có chanh nó sẽ có axit, cho nên là con chim nó dễ bị khô lông. Được chưa? Cho nên là cái gì tốt thì mình dùng, nhưng tốt ở đây nó phải có chu kỳ, nó phải có thời điểm và nó phải có thời hạn. Đấy, chứ còn các bác mà lạm dụng quá nó không tốt nhá. Phi Bạch chuẩn không chỉnh, cảm ơn bác Phi Bạch nhá. Thịnh Trần, anh Lập cho em kinh nghiệm về trường hợp con chim em lên dàn mất 15 đến 20 phút mới bắt nhịp, mong anh chia sẻ kinh nghiệm để em khắc phục. À, chân thành cảm ơn. À, bác Thịnh Trần ơi, cái vấn đề là về đại đa số là những con chim tốt, đại đa số là những con chim tốt. Thế nhưng mà cái này thì những con chim này thì nó chưa có độ kinh nghiệm đấu. Thứ hai nữa, thời gian bắt nhịp hơi lâu, thì bác chịu khó bác phơi nắng nhiều cho em. Thứ nhất là phơi nắng nhiều, thứ hai là những con chim đấy ấy, thì bác nên mở ổ lồng nó sớm, nên thì bác đi đấu dàn nhá, nên mở ổ lồng nó sớm. Em có con ở nhà ngoái mà đi chưa xịt trận nào, ui rồi những con đấy giá cao lắm đấy bác ạ. Em thật đấy bác chứ. Những con đấy mà thật chứ mà ăn xe chắc là hơi to tiền đấy. Bác Nguyễn Vũ Thịnh nhá, nó ăn xe là hơi to tiền đấy. Vừa rồi ở Nghệ An đấy, thấy chưa? Có một con chim mồi Nghệ An, ở Tương Dương Nghệ An, một con chim mồi ấy. Đấy, à, trước kia là nuôi bỏ bi. Đấy, và sau đó thì con chim đấy là em có nhờ người hỏi mua. Thấy chưa? Con chim mồi đấy có nhờ người hỏi mua. Và em đã trả một con chim mồi chưa có giải gì. Thấy chưa? Các bác có dám tin em không? Em đã từng trả một con mồi chưa có giải gì 25 triệu mà anh chủ không bán. Thấy chưa? Con mồi thôi. Thấy chưa? Đồng ý là con mồi rất là hay. Đấy, con mồi là mồi người chủ rất là quý ở Nghệ An, ở Tương Dương ấy. Và đến hôm nay đã ăn tới 4 cái xe con chim mồi nhá. Và hiện tại anh em Nghệ An đang trả 350 triệu mà vẫn chưa bán. Thấy chưa? Vì sao? Vì gặp đúng người đam mê, nhưng người ta là có tiền, người ta không cần tiền đấy nhá. Khó mua quá. Vâng, con chim mồi em từng nhờ người tới tận nhà trả con chim mồi đấy 25 triệu, đấy chưa. Từ khi là một con chim là rất là bẩn thỉu, chưa có giải gì, bộ lông rất là xấu vì ở trong lồng mồi đấy, thì sau đó là anh ấy mới đưa đi giật nhẹ 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 mà nó bật lên nó chơi. Con chim rất là tốt này, và có ngoái nhá, con chim nó có ngoái luôn, được chưa? Có ngoái luôn đấy mà, đơn giản đâu đấy mà tới bây giờ hiện tại ngày hôm qua đấy, một người bạn của em ở ở Nghệ An đấy, đấy lên tận nơi trả 350 triệu mà vẫn không bán, thấy chưa? Sổ run mà cao được không em? Dạ được bác Tâm Nguyễn ạ, nhưng mà bác phải cho vừa thôi chứ nhiều cao quá con chim bị say bác nhá. Đấy, mình sổ run bằng hạt cau ấy, là mục đích là con chim uống vào là cái con run nó bị say để cho nó gọi là tự đào thải ra ngoài, đúng không ạ? Đấy, mình nói cái gì nó phải chuẩn chỉ và đúng theo cái quy trình, đúng không? Sổ run mà hạt cau thời xưa là ông cha ta không biết dùng thuốc. Đấy, chưa biết dùng Fugaka. Đấy, chủ yếu là dùng bằng cái hạt cau để mà tẩy run bằng hạt cau để nấu nước cho chim uống, để cho cái con run nó bị say để nó đào thải ra ngoài thì được. Nhưng mà bác nhiều quá là run say mà chim cũng say luôn. Đấy, bác Tâm Nguyễn nhá. Được chưa? Phúc Lê, muốn bảo dưỡng lồng tre tốt cho lên nước nên xài lồng tre mộc không quét dầu đúng không? Không. Nghe anh em nói lồng tre quất dầu là làm hư chất tre, không nên nước đúng không bác? Bác Phúc Lê, đó là người ta nói chứ còn em không nói nhá.
đó là người ta nói chứ không nói. Các bác biết rằng tất cả liên quan tới đồ mộc nhá, em chưa nói tới tre đi, được chưa? Liên quan tới ngành mộc là có hai vấn đề, thứ nhất là dầu và thứ hai là sơn, đúng không ạ? Đó là hai cái chất mà để bảo dưỡng cho ngành mộc, đúng không ạ? Các bác biết là lý do làm sao mà khi không kể Việt Nam mình mà kể cả thế giới, khi mà một sản phẩm nói tới ngành mộc là phải có dầu hoặc có sơn, đúng không ạ? Đấy, cho nên là các bác đừng có nghe ai cả, em là ngành sản xuất là ngành sơn mà, đúng không? Nếu như mà nói bác như Phúc Lê nói thì em sản xuất sơn bán cho ai, đúng không ạ? Cái lồng của bác đã bằng đẳng cấp mà đã quý trọng bằng cái bộ salon chưa, đúng không ạ? Đấy, không thể đẳng cấp được, cũng không thể quý trọng được. Mà đối với em nha, kể cả không kể em mà kể cả đất nước Việt Nam này, đục chạm và chạm trổ thì nó là đẳng cấp, nó có mỹ thuật, nó có cái độ mà tinh xảo trong ngành đục chạm, đúng không ạ? Các bác biết là có những bộ salon tiền tỷ, đúng không? Mà em hỏi các bác làm gì có bộ salon tiền tỷ nào mà không sơn PU lên, đúng không ạ? Có bộ salon tiền tỷ nào mà không quét dầu lên? Em nó rất công tâm thật lòng đấy. Cho nên là dù là bất cứ một cái vật liệu gì liên quan tới ngành mộc, mây che lá này, gỗ này, tre này, hay là bất cứ cái gì liên quan tới ngành mộc, để bảo dưỡng về lâu dài là nó phải có dầu hoặc sơn, đó là về lâu dài các bác nhá. Còn nếu như một cây lồng tre nói về trọng tâm chính, các bác không quét dầu, các bác không bảo dưỡng, đảm bảo cái lồng nó nhanh hư, thấy chưa? Thứ nhất nhanh hư, thứ hai nữa ấy, là cái tre nó bị mại nhá, cái tre nó bị mại, nó mềm, cái tre nó không rắn được, ok chưa? Phạm Đông, em hỏi xíu ạ, lồng mốc xử lý sao? Em đánh bằng dầu của bác mà vẫn mốc, do miền Bắc đang nồm quá. Cái dầu của em nó không có chống mốc được, dầu của em là để dưỡng lồng lên nước của tre, đặc biệt là nó làm cho rắn tre và cây lồng nó lên nước tre tự nhiên, đúng không ạ? Còn nếu mà xử lý mốc thì các bác, một số anh em là hay bán cái đồ tẩy lồng ấy, thấy chưa? Chẳng có gì phải đắt đỏ, không phải đi đâu xa cả. Ở nơi nào các bác cứ ra ngoài tiệm bán sơn PU như em đây, được chưa? Em bày cho luôn, khỏi còn đi đâu xa. Các bác ra ngoài tiệm bán PU ấy, được chưa? Đấy, là các bác mua cái oxy cho em. Nếu như cái lồng của các bác mà nó mốc kiểu như mốc gió thôi thì các bác chỉ cần mua cái oxy đó, các bác về các bác quét lên là các bác tẩy sạch, được chưa? Đấy, còn nếu như cái lồng của bác mà mốc kim, mốc từ trong mốc ra mà xanh ấy, là các bác mua thêm một cái muối, tại vì cái oxy đó nó có cái muối kèm theo để nó tăng cái độ tẩy, được chưa? Đấy, là các bác pha hai cái đó vào nhau là bác có tẩy được, rất rẻ tiền, thấy chưa? Vậy là toàn thánh không hiểu chia sẻ cho ông biết rồi. Em cảm ơn bác nha. Ok, bác Phúc Lê nhá.